Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính chào chư tôn đức, chư Phật tử và các học viên của lớp cao đẳng Viện Phật học Bồ Đề tại thành phố Santa Ana. Con kính mời quý vị cùng chắp tay niệm Phật với con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính ngưỡng nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, chư hộ pháp trong mười phương gia hộ cho chúng con, người nói với người nghe trong buổi học Phật pháp hôm nay đều nói đúng chánh pháp để chúng con nương theo đó tu hành. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa quý vị khỏe không ạ? Hôm nay khí hậu tương đối nó mát dần đi, nhưng mà nghe nói tuần sau lại bắt đầu nóng lên rồi. Hôm nay chúng ta học kinh Hoa Nghiêm. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục đi sâu vào trong phẩm thứ hai của pháp hội thứ nhất, đó là phẩm Như Lai Hiện Tướng. Tuần trước chúng ta đã giới thiệu sơ những cái đề mục chính của phẩm Như Lai Hiện Tướng, thì bây giờ chúng ta sẽ nói sâu vào. Chúng tôi hy vọng rằng trong cái pháp hội đầu tiên chúng tôi học thật kỹ, thì những cái pháp hội sau chúng ta có thể nương vào đó và có thể đi nhanh hơn. A Di Đà Phật. Đây là phẩm thứ hai trong sáu phẩm của pháp hội thứ nhất. Phẩm thứ hai có tên là Như Lai Hiện Tướng. Như chúng ta đã nói, Như Lai chính là Đức Phật. Đó là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật. Hiện tướng có nghĩa hiện là hiện hiện ra. Tướng là những cái hình tướng khác nhau của chư Phật. Khi Đức Phật thành đạo ở dưới cây Bồ Đề, tại Bồ Đề Đạo Tràng, trong đại chúng hải hội tại Bồ Đề Đạo Tràng lúc đó hiện ra cảnh giới thân đại oai đức thần thông không thể nghĩ bàn. Cái chữ quan trọng là chữ thân. Thân đại đức, xin lỗi, đại oai đức thần thông lực không thể nghĩ bàn. Đây là tất cả những cái chữ tĩnh từ, nó nói về cái động cái danh từ chính của chúng ta là chữ thân. Chúng ta thấy có chữ đại, rồi có thứ oai đức, rồi có thứ thần thông, rồi có chữ lực. Đó là tất cả những cái chữ mà tĩnh tự để mà giải nghĩa thêm cho chữ thân. Thân đây chính là thân của chư Phật. Vì sao lại có một cái sự chăm chú đến thân của chư Phật? Kính thưa đại chúng, đây là pháp môn, đây là cái kinh mà Đức Phật dạy về cho chư chư vị Bồ Tát về các pháp môn tu để mà đi đến cảnh giới, đi đến quả vị Phật. Thì bởi vì thế, những Bồ Tát ở trong cái đạo tràng này, mặc dầu đã ở với quả vị Bồ Tát, tức là thần thông, sự tu tập, tất cả những cái sự biến hóa, nó đã đều là rất là vi diệu rồi. Nhưng mà đối với cảnh giới Phật thì họ vẫn còn chưa có chắc chắn lắm, vẫn còn mù mờ. Bởi vì thế, thành ra chư vị Bồ Tát và tất cả thế chủ thế gian, chủ thế gian bèn nghĩ ra 10 vấn đề để xin Đức Phật giải thích. 10 vấn đề tuần trước chúng ta đã nói ra. Thứ nhất, thế nào là chư Phật địa? Thứ hai, thế nào là cảnh giới của chư Phật? Thứ ba, là thế nào là chư Phật gia trì? Thứ tư, thế nào là sự thực hành của chư Phật? Thứ năm, thế nào là lực của chư Phật? Thứ sáu là thế nào là vô sở úy của chư Phật? Thứ bảy là thế nào là tam muội của chư Phật? Thứ tám là thế nào là thần thông của chư Phật? Thứ chín là thế nào sự tự tại của chư Phật? Và thứ mười, thế nào là không thể nhiếp trì của chư Phật? Đây là tất cả những cái sự thành tựu khi mà từ 10 vị Bồ Tát đẳng giác mà bước lên hay là ở địa vị phẩm thứ 50, tức là đã qua đến thập địa rồi, mà bước lên đến cái địa vị sắp tới đẳng giác cho đến đến diệu giác là quả vị Phật, thì cái sự biến hóa, cái sự vi diệu, cái sự thần thông, cái lực, tất cả những cái đó
nó nhân lên gấp bội lần. Thành ra ngay cả chính các vị Bồ Tát cũng không thể nào tưởng tượng ra. Bởi vì thế nhân cơ hội này là Đức Phật mở ra cái pháp hội này, mở ra cái chương trình để mà giúp đỡ cho nói về cảnh giới Phật, thì là các vị Đại Bồ Tát mới dâng lên câu hỏi để kính nhờ Đức Phật giải thích và giúp cho họ hiểu rõ hơn cái quả vị mà họ sắp sửa bước tới. Thứ nhất, chúng ta nói thế nào là chư Phật địa. Hiện tại thì tất cả các vị, chúng ta đã nói rồi, các vị Bồ Tát và tất cả các vị chủ thế gian đều muốn biết thế nào thì chư Phật địa, vì các ngài đều chẳng hiểu rõ cảnh giới chư Phật. Giống như đây là bài của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Ngài dạy rằng khi mà chúng ta tham thiền, chúng ta tự mình cũng có đặt câu hỏi ai là người niệm Phật, tương tự như vậy, tức là mình cũng chưa có hiểu rõ mình là ai đây. Trong khi bước tiến vào trong cái quả vị của Phật, các vị Bồ Tát này cũng hiểu, cũng muốn tìm hiểu là cái vị Phật đó là ai, cái hành tung của vị như thế nào, cái lực của vị như thế nào, cái cảnh giới của như thế nào, cái những cái sự hoạt động của chư vị như thế nào. Tại vậy trong tất cả các 10 mục đây tiêu biểu là những câu hỏi chính yếu mà quý vị rất mong muốn được Đức Phật giải đáp. Thì nói về Phật địa, thì Phật địa là nơi mà sinh ra tất cả các chúng sinh, từ Bồ Tát, Duyên Giác, La Hán đến chúng sanh đều từ Phật địa sinh ra. Chẳng những tất cả các Bồ Tát từ Phật địa sinh ra, mà Phật địa là nơi tất cả các thánh hiền đều ở và tu hành, nơi phước huệ có đầy đủ. Có đầy đủ phước huệ thì mới có thể đến nơi Phật địa. Khi nói về Phật địa, chúng ta chỉ có thể nói một chút ít đạo lý của bên trong mà thôi. Thực sự ra cái cứu cánh, cái sự vi diệu, cái sự không thể nghĩ bàn, thần thông, cái sự tuyệt diệu, những cái sự linh ứng không thể nghĩ bàn được, không thể nói hết ra được. Chúng ta chỉ có mới trình bày ra những cái gì mà có thể lời nói nhân gian có thể nói được. Đó thì cái câu thứ hỏi thứ hai, thế nào là cảnh giới của chư Phật? Hiện tại tất cả các Bồ Tát và các chủ thế gian đều muốn biết thế nào là cảnh giới chư Phật. Cảnh giới chư Phật là vô lượng vô biên như hư không. Mình nói đến cái pháp hội là chúng ta đã thấy cái khung cảnh, hội trường, nó rất là lớn, là rộng, là đẹp, là huy hoàng, là ánh sáng, là quý báu, tất cả những cái gì mà đẹp như là tiếng nhạc, do bởi tất cả những cái hạt châu nó đụng vào nhau đã làm cho mọi người cảm thấy rất là hoan hỷ, rất là vui lòng rồi. Mà cái cảnh giới của chư Phật này là ngoài những cái cảnh đẹp đó, nó còn có cái ý nghĩa quan trọng là vô lượng vô biên, tức là chúng ta không thể nói đến cái ngần mé chỗ nào là ngưng, là hết, tức là nó không có đóng khung, không có cái biên giới. Hư không thế nào thì cảnh giới chư Phật là như vậy. Quý vị, chúng ta có thể định nghĩa được hư không không? Không định nghĩa được đó. Thì nên có câu thơ như thế này: nếu ai muốn biết cảnh giới Phật, hãy tịnh ý mình như hư không. Đó. Thì bạn muốn biết cảnh giới của Phật thì hãy thanh tịnh cái ý niệm của mình. Đó. Thì khi mà cái ý niệm mình, tất cả những sự lăng xăng, những sự lo lắng, tất cả những cái sự suy nghĩ chúng ta đã đi xuống, chúng ta thấy là một cái sự an bình, một cái sự bao quát, nó bao phủ đến cái tâm của mình như vậy. Đó là cái cảnh giới của chư Phật. Nó nói theo một cái góc độ nhỏ đó thì là như vậy, tức là nó bao la, nó không có giới hạn đó. Cho nên cảnh giới của chư Phật có thể nói là chẳng có. Nếu mà nói chẳng có thế là như thế nào? Tại vì cái ý nghĩa này có nghĩa là chẳng có cảnh giới mới là cảnh giới trơn chánh. Nói chẳng có tại vì tức là mình nói mà thực sự theo cái ý nghĩa chính của nó đó,
thì không có cảnh giới, tại vì cái chỗ nào là cái mình không có thể đặt ra cái biên giới, không có để đặt ra cái giới hạn, thành ra để mà nói một cách chính thực đúng đắn thì là không có cảnh, không 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 có cảnh giới. Cái câu hỏi kế tiếp nữa là tôi nói tại sao lại không có cảnh giới, vì chẳng có phải chỉ có một cảnh giới. Chẳng hạn như chúng ta đã vừa phần đầu tiên đó, chúng ta nói tất cả các vị thần, các vị thiên, các vị từ trong các cái thế giới khác nhau đến, thì khi mà chúng ta nói đến thế giới thì chúng ta nói là nó có một cái giới hạn, đúng không ạ? Thế giới của thần Atula, thế giới của thần mặt trời, thần mặt trăng, thần sông, thần biển, ví dụ vậy đó. Chúng ta biết khi mà đã nói đến một cái thế giới, chúng ta thấy có một cái giới hạn. Cái thế giới của thần sông, thần biển, không nói đến thế giới của ngày và đêm. Chúng ta nói không có nói giới đến các vị Atula hoặc là các vị Màu La Già, ví dụ vậy đó. Thì tất cả những cái đó, khi mà chúng ta đã có một cái tên đặt vào thì là nó có cái sự giới hạn đó, đúng. Đó. Thì trong đây mình nói cảnh giới của Phật, tức là một cảnh giới này nó bao trùm tất cả những cảnh giới đó. Thành ra kêu là cảnh giới của Phật nói như là không có vậy. Tương tự như vậy, khi mà chúng ta so sánh cái cảnh giới Phật với hư không, thì chúng ta thấy trong hư không thì chúng ta thấy bao trùm cả như thế nào á, tất cả các cái vật ở trong đó, chẳng hạn như xe hơi, nhà lầu, sông ngòi, đúng không ạ? Chúng ta bao trùm hết, thì cảnh giới Phật cũng như vậy, đó là ví như hư không bao trùm hết tất cả cái mọi thứ ở trong đó, thì cảnh giới của Phật là không, bao trùm tất cả các hiện tượng, các vạn tượng trong đó. Trong kinh Tứ Thập Lục, sư cũng đi tìm kiếm cái thư, hòa thượng có dẫn mấy cái kinh nhưng mà không rõ là hòa thượng nói cái kinh Tứ Thập Lục nào đây. Thành ra tạm thời chúng ta cứ để đây, rồi từ từ chúng ta hy vọng rằng đi càng sâu về sau chúng ta sẽ rõ là ý hòa thượng là cái kinh nào nhé. Tạm thời trong cảnh giới Phật có 10 thứ. Thứ nhất, tất cả các chư Phật ngồi kiết già đầy khắp mười phương vô lượng thế giới. Khi mà nói đến cảnh giới Phật, tức là nơi mà Đức Phật đang ngồi kiết già và nó ngài chư vị là khắp mười phương thế giới, tức là phương đông tây nam bắc, bốn phương chính, rồi bốn phương phụ là đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, đúng không ạ? Rồi phương trên và phương dưới, tất cả mười phương đều có chư Phật ngồi kiết già để mà thiền định. Thứ hai, tất cả chư Phật nói một câu nghĩa đều khai thị tất cả Phật pháp. Đó, thì nói cái chữ tất cả tức là mình bao gồm hết. Đó, một nghĩa nó là nhiều nghĩa, một câu nói của Phật thì khai thị tất cả các Phật pháp. Đó. Cái thứ ba là phóng một luồng quang minh đều chiếu tất cả các thế giới. Thứ tư, trong một thân đều thể hiện tất cả thân. Đó. Chúng ta nghe những cái này xin để có một cái lưu ý là khi mà mình nói đến như chúng ta đã thường nói đường nhắc lại trong kinh Hoa Nghiêm, những cái gì ở trong kinh Hoa Nghiêm đều là số, là một là vô lượng vô biên, hai là bao la, là vô cùng vô tận. Đó. Thành ra khi nói tất cả này cũng có ý nghĩa như thế, tức là vô cùng vô tận, bao la, không có số hạn. Ở trong một nơi mà thiện tất cả thế giới, ở trong một trí mà thấu tất cả các pháp chẳng có quái ngại, ở trong một niệm mà đến khắp mười phương thế giới, ở trong một niệm mà hiện vô lượng oai đức của Như Lai, ở trong một niệm mà duyên khắp ba chư Phật ở trong ba đời, tức là ở hiện tại, quá khứ và vị lai, mà tâm chúng sanh chẳng bị tạp loạn. Thứ mười là ở trong một niệm đến đi tất cả các chư Phật đồng một thể, không có hai, có nghĩa là không có cũng không, đó là cảnh giới Phật. Thì chúng ta thấy với một cái ví dụ như vậy thì chúng ta có thể có một chút xíu mường tượng được, phải không ạ? Giúp chúng ta hiểu được. Câu thứ hỏi thứ ba là thế nào là sự gia trì của chư Phật?
hiện tại tất cả các chúng ta đều được chư Phật gia trì. Tức là mình nói bất cứ lúc nào cái lòng thương tưởng, cái sự quan hoài, cái sự quan tâm, thương xót của chư Phật, chư Diệu Bồ Tát luôn luôn rải đến tất cả các chúng sanh trong tất cả các pháp giới. Vì sao như thế? Vì chư Phật không có một cái công việc nào khác. Cái mục đích của chư Phật, cái cứu cánh của cái việc làm của Ngài chính là giúp chúng sanh bỏ được cái khổ, tiến đến cái chỗ vui, chỗ khỏe, chỗ an lạc và đến cái chỗ rốt ráo, tức là đến chỗ mà được quả vị Phật giống như quý Ngài vậy. Đó. Thì để mà thực hiện được những cái kết quả như vậy thì Đức Phật luôn luôn ban phát cái sự gia trì của các quý Ngài đến cho tất cả các chúng sinh. Nhờ Phật gia trì khiến chúng ta đều được những mọi điều cắt tường như ý, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Và đôi khi chúng ta nghĩ rằng trong đôi khi các vị thầy của chúng ta cũng nói nên niệm Phật, nên trì chú, nên lạy Phật, tất cả những công việc đó mình rồi xong đó nghĩ để mà giúp chúng sanh mình có được cái động lực mà mạnh mẽ hơn. Mình nói ồ, mình làm những điều đó có phước, mình cần phải làm. Mà thành ra khi mình làm mình nghĩ ồ, mình đang làm này vì chư Phật mình đang làm. Nhưng mà thực sự ra vì Phật hay không, cái việc mà mình làm vì hay Ngài hay không, Ngài vẫn luôn luôn chiếu tất cả những sự quan tâm, cái sự thương tưởng, cái lòng từ bi của Ngài vô hạn đến chúng ta. Chúng ta được ở trong pháp thân của Phật, được hôn đúc pháp của Phật mà chẳng biết. Nếu tu hành thành chánh quả hoặc hay mở được ngũ nhãn thì lúc đó chúng ta sẽ biết rằng tất cả đều nhờ Phật được gia trì. Tại vậy trong các cái phần trước của phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm, phẩm đầu tiên, quý vị thấy tất cả các vị đại Bồ Tát, các vị Bồ Tát, tất cả các vị thần, các vị thiên, các vị Thiên Long Bát Bộ, đúng không ạ? Tất cả quý vị khi mà đứng lên nói lời đọc bài kệ tán thán đều nói sao? Chúng con nương oai lực của sư Phật, nương sự gia trì, nương sự gia hộ của chư Phật để có được những thành quả này. Khi mà quý vị nói lên những cái giải thoát pháp môn, quý vị còn nhớ không ạ? Đó thì khi mà quý vị nói lên những điều đó, như sự thành tựu của con không phải là do sức lực của con, do cái tài cán của con, nhưng mà đó là nương oai thần của chư Phật, nương sự gia trì của chư Phật. Trong đây cũng nói tương tự như vậy, chúng ta luôn luôn được sự gia trì của chư Phật. Hoặc là khi mà chúng ta chứng, thì một là chứng được thánh quả, hai là chúng ta mở được ngũ nhãn. Ngũ là năm, nhãn là mắt, tức là năm con mắt, mắt nào. Thứ nhất, trong từ điển Phật học online thì chúng tôi xin đọc ra. Thứ nhất là nhục nhãn, đó là con mắt của chúng ta người thường. Thứ hai là thiên nhãn, mắt của người cõi sắc nhờ tu thiền mà được đạt được cái mắt đó. Mắt này có thể thấy được mọi thứ xa gần, ở trong ngoài, ngày đêm, trên dưới, không có phân biệt. Nghĩa là với con mắt đó thì đêm cũng như ngày, ngày cũng đêm, xa cũng như gần, gần cũng như xa, trong cũng như ngoài, ngoài cũng như trong, có thể xem thông suốt tất cả. Con mắt thứ ba là tuệ nhãn, mắt có thể thấy rõ chân không vô tướng, tức là thấu suốt hết thảy hiện tượng đều không có. Đều là không tướng, đều là định tướng. Thì đây là con mắt do sự tu hành thì chúng ta được hiểu được cái ý nghĩa chính, lý chính của vạn sự. Nhờ đó chúng ta đạt được cái tuệ nhãn. Con mắt thứ tư là pháp nhãn. Đây là mắt của Bồ Tát, mắt được thấy tất cả các pháp môn.
thứ năm tức là Phật nhãn. Đây là con mắt của chư Phật. Mắt này có đủ công năng của bốn loại mắt trên và thấu suốt hết thảy các mọi pháp, không có gì là không có thấy. Thì khi mà người đã đạt được ngũ nhãn, tức là đã được Phật nhãn rồi, tức là không có nói gì khác, cũng tương tự như là mình đã đạt được quả Phật, đúng không ạ? Thì tất cả những cái gì mình đều hiểu được, mình đều có thể thấu triệt. Trong kinh Thập Ngũ Bát, một lần nữa, kinh này sư cũng chưa có nhận hiểu được đó là ở đâu. Từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu, khi đó chúng sư sẽ xin thông báo. Đức Phật gia trì thì có 10 thứ. Cái sự mà gia hộ, cái sự trợ lực, cái sự lòng thương tưởng của Đức Phật đến với chúng ta có 10 loại. Đây, chúng ta một lần nữa, quý vị thấy nãy giờ mình nói tất cả các cái các loại, tất cả các cái sự, như trong trường hợp này là sự gia trì, sự hỗ trợ của Đức Phật đối với chúng ta. Trước đó thì chúng ta nói về các Phật địa cũng thấy có 10. Chúng ta nói đến cảnh giới rồi chúng ta 10. Khi mà chúng ta nói 10, quý vị nhớ hộ sư là số 10 là cái số là cũng biểu hiện cho cái sự vô cùng vô biên. Nhưng mà để có một cái căn bản để nói đó, nó một giới thiệu đó, thì chúng ta lại dùng con số 10. Chứ không phải là chỉ có 10 thôi ạ. Thì bây giờ cái 10 xứ Đức Phật gia trì là những thứ nào? Thứ nhất là ban đầu phát tâm Bồ Đề. Khi chúng ta bắt phát tâm Bồ Đề là đã có cái sự gia hộ của chư Phật rồi. Thứ hai, đời đời kiếp kiếp đều giữ tâm Bồ Đề khiến cho chẳng quên mất. Đó. Khi Đức Phật là Ngài rải tâm từ đến chúng ta, thì trong tâm đó Ngài nguyện rằng tất cả các chư chúng sinh mà đã có nhân duyên với Phật Pháp, thì khi mà đã phát tâm Bồ Đề thì đời đời kiếp kiếp nguyện cho rằng chúng sinh đó không quên mất tâm Bồ Đề. Đó. Chúng ta giữ được như thế mà không bị vô minh che lấp, không bị những cái phiền não là khiến chúng ta quên mất cái việc cần phải làm, cái điều cần phải học. Đó. Thì nhờ cái sự gia hộ của Đức Phật, chúng ta dù có quên một chốc lát rồi sẽ nhớ lại, đúng không ạ? Thứ ba là khiến các ma sự đều có thể xa lìa. Chúng ta tu hành luôn luôn có tất cả những sự quấy phá của ma vương, đúng không ạ? Và thứ tư, nghe các ba la mật để theo như lời nói mà tu hành. Thì chúng ta khi đã phát tâm thì cứ theo đúng như cái lời dạy mà hành trì. Thứ năm, biết khổ sinh tử mà chẳng nhàm chán. Mình biết rồi, cái đó là cái lời dạy của Đức Phật đó, sinh lão bệnh tử đó. Nhưng mà trong cái tiến trình như vậy thì chúng ta cũng có cơ hội để tu tiến đó. Tại vì vậy mình cứ tiếp tục, chứ không phải là nói ô sinh lão bệnh tử như thế thì thôi chán quá chúng ta tự sát cho xong. Không phải như thế, đó là những điều sự sai lầm. Những người mà có tâm như vậy thì đã đi sai đường đó. Mà vì dù biết rằng như vậy nhưng mà chúng ta nhờ sự gia trì của Đức Phật thì tâm chúng ta vẫn dũng mãnh tiến lên. Tại vì nhờ qua cái thân này, nhờ cái thân sanh tử này mà chúng ta có thể dùng nó để mà tiến đến quả vị giải thoát. Thứ sáu là quán pháp thâm sâu được vô lượng quả. Thứ bảy, vì các chúng sanh mà nói pháp nhị thừa chẳng chứng lấy thừa giải thoát đó. Khi mà nói đến nhị thừa thì chúng ta nói đến là như thế nào? Tức là có hai cái cỗ xe, đúng không ạ? Một rất thường nói là đại thừa hoặc là tiểu thừa. Hoặc là ở trong tiểu thừa thì chúng ta cũng có thể nói hai cỗ xe. Đó là thanh văn thừa và duyên giác thừa, đúng không ạ? Còn cái thừa thứ ba đó mà chúng ta hay nói đó là Bồ Tát thừa. Đó là cũng tương tự như đại thừa, nhưng mà đó là quả vị mà các những vị mà đã tiến lên đến cái địa vị giải thoát và đi đến con đường cái quả đạo quả cuối cùng. Thứ tám là thích quán pháp vô vi mà chẳng trụ trong đó, ở nơi hữu vi vô vi chẳng sinh hai ý nghĩ.
Tức là với cái lời sự gia trì của Đức Phật đó, thì chúng ta đã tiến lên đến cái mức độ mà giải thoát từng phần, thì Đức Phật luôn luôn giúp cho chúng ta đi đúng đường, giúp chúng ta không có bị sai lạc, không có bị trụ ở một chỗ, khiến cho cái sự tu hành nó bị khó khăn, bị chậm trễ. Thứ chín, đến nơi vô sinh mà hiện thọ sinh. Đây là những quả vị mà chúng ta thấy giống như Bồ Tát Quan Thế Âm chẳng hạn. Ngài đã là Phật, là Bồ Tát, là vị vị cổ Phật, mà Ngài phát tâm trở lại, tức là đã là vô sinh rồi, nhưng mà Ngài thể hiện trở lại thọ cái sự sinh tử để mà giúp đỡ chúng ta. Đây là những cái sự gia trì của chư Phật hiểu hiện chúng ta thấy qua các việc làm của chư vị Bồ Tát và cũng như chư Phật. Thứ 10, tuy chứng được nhất thiết chí mà khởi Bồ Tát hạnh, chẳng đoạn hạt giống Bồ Đề. Thì mặc dầu là các quý ngài đã chứng được nhất thiết chí, tức là cái trí tuệ mà nhất thiết là tất cả, cái trí tuệ mà nó hiểu, thâm hiểu, tu tập, thông suốt cái tất cả các trí tuệ rồi, tức là quả vi Phật rồi, nhưng mà quý vị đó lại khởi cái tâm Bồ Tát, tức là cái tâm tương tưởng, thương xót đến những loài chúng sanh vẫn còn đang mê muội ở trong cái con đường sinh tử, mà các ngài đã trở lại mà để hành cái Bồ Tát hạnh để giúp đỡ chúng ta. Đây là 10 cái sự gia trì của Đức Phật. Một lần nữa, đây là tiêu biểu, đúng không ạ? Thứ tư, thế nào là việc làm của chư Phật? Mình biết rồi, việc làm chư Phật là sao? Ngài luôn luôn như Đức Phật còn lúc còn tại thế, mình cũng có nghe qua, đúng không ạ? Ngài rải tâm từ đến khắp mọi nơi, mỗi ngày Ngài làm sao? Trước khi mà bắt đầu một ngày, Ngài ngủ rất ít, buổi tối này chỉ nằm ngả lưng xuống để quý vị thầy. Ngài mang cái thân này thì nó cũng phải có cái ngũ uẩn này, nó cũng có những cái điều là đau đớn, đau nhức, gió trái gió trở trời cứ giống hệt như chúng ta vậy, trời lạnh mà không có mặc đủ ấm thì cũng bị sốt cảm, ví dụ vậy đó. Tất cả những việc đó đều có hết. Thì trong khi mà nghỉ ngơi một thời gian rất là ngắn, Ngài cũng dùng cái đó không phải để ngủ như chúng ta, nhưng mà Ngài quan sát nhân duyên của tất cả những chúng sanh mà có duyên với Ngài, là Ngài biết là cái việc đó cần phải làm, những người đó cần phải độ, cái việc đó cần phải xúc tiến đó. Thì đó là những cái việc làm mà chúng ta thấy qua sự tuyên truyền trở lại trong sách vở, trong kinh điển, chúng ta thấy đó là việc làm tiêu biểu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Còn đây là mình nói tất cả các chư Phật thì công việc nó có khác hơn không? Thì đây là cái việc làm mà cái câu hỏi mà chư vị Bồ Tát và thế gian chủ, tất cả các vị thế gian chủ đều dâng lên để hỏi Đức Phật. Thì việc làm của tất cả chư Phật là mười phương và ba đời là giáo hóa chúng sinh. Ngài nhắc lại cái việc chính của các chư Phật là cái gì? Giáo hóa chúng sinh để cho các chúng sinh đó đều đạt thành Phật đạo. Đó là việc làm của. Thì việc làm đó tùy theo cái nhu cầu, tùy theo cái khả năng, tùy theo cái địa vị, cái sự tu chứng của những vị đó đang ở chỗ nào, thì là Ngài cũng sẽ tìm cách để gia trì, để giúp đỡ, để mà khuyến khích, để mà tạo cơ hội để cho cái sự tu tập được thăng tiến. Việc làm của chư Phật đều hợp với trung đạo. Chúng ta lại trở lại những cái ý nghĩ mà rất là căn bản của đạo Phật, đó là trung đạo, trung là giữa, tức là chúng ta không ở một cái thái cực, cái quá đáng kêu là thái quá, và cũng không ở trong cái bên kia của con đường, đó là sự bất cập, tức là không đủ, thái quá là nhiều hơn. Chẳng hạn như mình say mê một cái gì đó mà nhiều, chẳng hạn như mình thích ăn,
Mà mình nói ủa thức ăn rất ngon, mình cứ ăn, tại vì mình nghĩ là nghe nói rằng là ăn là cái thực phẩm tốt nhất để mà giúp cho cơ thể của mình, và nhờ có cơ thể cường tráng chúng ta mới tu đạo được. Thì nhờ như vậy, nhưng mà mình lại thái quá, là mình ăn quá nhiều, mình ăn quá quá sức, thành ra cái sự thái quá không tốt. Mà ngược lại người nói ô chúng ta phải biết đủ, không cần phải ăn, nghĩa là chỉ có nhiều người nói rằng là ô ăn chay tôi chỉ chan nước lạnh ăn được rồi, hoặc là có một chút xíu rau chấm với chao thế là đủ rồi. Nhưng mà thực sự ăn như vậy rất là nguy hiểm, tại vì chúng ta không có đầy đủ chất bổ, thì là cái cơ thể càng lúc, mỗi hôm nay một ngày ăn thì không sao, nhưng mà trường kỳ thì chắc chắn là đưa đến cái sự hao mòn sức khỏe và bệnh tật nó có thể xâm lấn vào trong thân thể mình. Đó, đó là hai cái ví dụ mà mình nói, là một bên là thái quá, ăn uống xa hoa để mà bồi dưỡng cho cái khẩu vị của mình. Đó. Một bên là từ chối tất cả những cái sự ăn uống điều độ, hoặc là ăn uống những chất bổ dưỡng đủ để giữ thân thể khỏe mạnh để tiếp tục tu. Này, chúng ta đi vào con đường trung đạo là như thế, chẳng là mặc đầu biết con đường, nhưng mà chúng ta phải biết là mình đi vào con đường trung đạo, đừng thái quá và đừng bất cập. Thì trong cái việc làm của chư Phật thì có 10 loại mà Đức Phật nói là không có lỗi thời, tức là không có lúc nào mà không có lợi hết á. Lỗi thời tức là mình có dùng nữa không? Không. Nếu là lỗi thời tức là cái đó hơi bỏ đi rồi đúng không? Không có thịnh hành nữa rồi. Những việc nào mà không lỗi thời tức là luôn luôn được công nhận, luôn luôn được nghĩ là làm rất tốt. Thứ nhất là tất cả chư Phật thành chánh giác chẳng lỗi thời. Đúng như thế, khi luôn luôn có chư Phật và chư Bồ Tát, tất cả những cái vị đang trên đường hành đạo để có được cái quả vị, thì nhờ những cái trên bước đường đó, quý vị có những vị chư Phật tiếp tục thành đạo, thì cái sự gia hộ, cái sự giáo hóa của các chúng sinh nó hàng hà sa số, thì là có thêm được cái sự giúp đỡ của tất cả các vị Phật, các vị Bồ Tát này, đúng không ạ? Thứ hai, tất cả chư Phật thành thục, chúng sinh có duyên chẳng lỗi thời, tức là các chư vị Phật này luôn luôn ngó ra những cái chúng sinh nào có duyên với mình để mình độ họ, để mình trợ giúp, để mình gia trì, đúng không ạ? Thứ ba, tất cả chư Phật vì chúng sanh thọ ký chẳng lỗi thời. Khi mà thời điểm đã đến, tức là tu đầy đủ rồi, thì Đức Phật sẽ thọ ký. Thành ra cái việc mà thọ ký rất là quan trọng, tại vì nhờ đó tất cả mọi người hiểu được là mình đã tiến đến được một cái quả vị nhất định, còn quả vị cần thiết để mà củng cố thêm lòng tin, tìm thố thêm cái sự tinh tấn của mình để mà mình cố gắng lên để bước đến cái quả vị cuối cùng. Thứ tư, tất cả chư Phật tùy thuận tâm chúng sanh để thể hiện đủ thế thần thông chẳng lỗi thời, tức là bất cứ lúc nào ở điều kiện nào, ở một cái hoàn cảnh nào, thì chư Phật luôn luôn gia trì thị hiện để mà giúp đỡ cái chúng sanh đó. Cái việc làm đó không bao giờ mà không có ích lợi cả, đúng không? Làm sao lỗi thời được? Chúng ta đang cần, chẳng hạn như nước trôi, nước lụt, hoặc là lửa cháy, hoặc là đang bị nguy hiểm, chúng ta cầu cứu đến Bồ Tát, cầu cứu đến Phật, thì Phật lập tức đến để mà giúp chúng ta. Đó là cái sự mà gia trì đó, cái sự hỗ trợ đó, thì không thể nào kêu là lỗi thời được, mà lúc nào cũng cần cả. Tất cả chư Phật theo sự hiểu biết của chúng sanh để thị hiện đủ thứ thân Phật. Đó. Đây một lần nữa, tất cả những điều này, những điều việc mà Đức Phật làm ra để làm sao? Để giúp chúng ta củng cố thêm niềm tin và thăng tiến trên con đường đạo. Thì đấy cũng không phải là việc lỗi thời. Tất cả chư Phật trụ ở đại xá. Đại xá, chữ đại xá có nghĩa là
xả, tức là buông bỏ, không có chấp nhất, không có attach, mình nói là attachment đúng không? Tất cả những cái đó đều mình xả hết, đại tức là lớn, nghe nói là tất cả nó bỏ hết, kinh chữ đại có nghĩa là tất cả đều xả, không lỗi thời. Mình học những cái này là mình biết là cái việc làm của chư Phật, và chúng ta cũng tự mình nhìn lại coi cái việc làm của mình thế nào, nó có phần nào như được chư Phật chưa. Nếu chưa được, mặc dù là chúng ta ở phàm phu chưa phải là Bồ Tát, nhưng mà tất cả những cái công việc này cũng giúp mình rất nhiều. Thành ra cái sự học hỏi của chúng ta trong Kinh Hoa Nghiêm rất là bổ ích. Chúng ta ngưỡng vọng đến các cái gương sáng của chư vị Bồ Tát để mà tự bản thân mình phải sát tấn, mình sẽ phải khuyến khích mình để mà tiến lên. Đây là các vị Bồ Tát mà còn phải làm những cái việc này thì chúng ta là ai đây? Chắc chắn là chúng ta ngày hôm nay dù ít chúng ta cũng phải tiến lên, cần phải làm để tập. Thứ bảy, tất cả chư Phật vào các tụ lạc chẳng lỗi thời. Thế phải vào tụ lạc là xóm làng đó. Thế chư Phật vào đó để mà nhận sự cúng dường hay sao, hay là sự nhận sự tân bốc tán thán? Không phải như vậy. Đến cái nơi chỗ tụ lạc, nói chung đó là nơi các chúng sanh đang ở, thì khi mà đã ở chung với nhau thì thứ nhất là sao, chắc chắn là có rất nhiều cái nhân duyên, có rất nhiều cái sự hài hòa cũng có, mà sự công kích cũng có, những sự vui cũng có, và sự mà căng thẳng buồn phiền cũng có. Và nơi đó chính là nơi mà Đức Phật cần vào, chư Phật chư Bồ Tát cần vào để hỗ trợ chúng sanh, để mà nhớ lại cái hạnh tu của mình, những cái việc làm của mình, để mà độ người có duyên, giúp họ vượt qua tất cả những khó khăn đó. Tất cả chư Phật nhiếp vào các tịnh tín của chúng sanh chẳng lỗi thời. Thì mình có lòng tin thì Đức Phật tùy theo cái hạnh nguyện, cái sự tu tập của mình được bao nhiêu thì Đức Phật nương tựa vào đó để mà giúp chúng ta thăng tiến lên. Tất cả chư Phật đều phục ác tánh của chúng sanh chẳng lỗi thời. Thì quý vị nói tới đây, chúng ta nghĩ rằng trong nhân gian mình có hai trường phái đúng không? Mình nói rằng nhân chi sơ tính bổn thiện và nhân chi sơ tính bổn ác đúng không? Đến đây nói vậy là chúng ta là những người theo trường phái nhân chi sơ tính bổn ác đúng không ạ? Không phải. Con người chúng ta là chúng sanh, thành ra có khi thuận duyên thì chúng ta là làm những hành lành, có nhiều khi nghịch duyên là chúng ta cũng có làm những việc không hay không tốt, nói chung là tổn hại đến chính bản thân mình, rồi cũng như là đôi khi cũng tổn hại đến những chúng sinh khác. Đó là những việc mà chúng ta kêu là những việc ác. Đó. Thì chư Phật và chư Bồ Tát cũng không phải nói là chúng nó đang làm những cái việc lôi thôi quá, nên gieo ác nghiệp, thôi chúng ta xa lìa chúng nó. Không. Lòng thương tưởng của Đức Phật, khi chúng ta làm điều thiện, Đức Phật gia trì, hỗ trợ, giúp chúng ta làm nhiều hơn. Khi chúng ta làm những điều ác thì Đức Phật làm sao giúp chúng ta gợi nhớ được những lời phát nguyện của mình, đang sự soạn đập giết hay là lấy nước sôi đổ vào trong cái chỗ những cái loài sinh sống, mình nghĩ không được. Lời Phật dạy là chúng ta phải thương tất cả chúng sanh, thôi để yên như vậy tí xíu nữa, khi nào mà nước nó nguội rồi thì chúng ta hãy đổ, bây giờ còn nóng quá thì chắc chắn đổ ra thì tất cả các chúng sinh này chết hết đó. Đó thì nhờ những cái mình tự nhiên mình nhớ lại được, đó là không phải tự nhiên đâu thưa quý vị, đó là sự gia trì của chư Phật chư Bồ Tát, mình nhớ như thế nhé, để luôn luôn mình thương, mình nhớ, mình cảm tạ, mình tri ân Đức Phật. Nhờ như thế thì chúng ta củng cố thêm niềm tin, và chắc chắn là cái việc làm chúng ta càng lúc càng tốt. Cái thứ 10, tất cả các chư Phật thể hiện bất tư nghì thần thông chẳng lỗi thời. Trời
cái Đức Phật thì hiện thần thông mà mình nói lỗi thời thì là sao? Nó không có thể nào được. Thì có đôi khi một vài các sư nói chuyện, cũng có một vài các vị Phật tử nói đêm qua con nằm mơ thấy Đức Phật, hay là con đi đến cái chỗ nào đó con thấy trên áng mây trên trời có hình bóng của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, hoặc là cái hào quang giống như của chư Phật chư Bồ Tát. Đây là tất cả những cái sự thị hiện của chư Phật chư Bồ Tát mà người hữu duyên sẽ được nhận được những cái thần quả này đó. Thành ra những khi mình nhớ lại những cái khi mà mình nghe được hoặc là mình thấy được những hoàn cảnh này, tâm của mình làm sao? Rất là vui, rất là thanh tịnh và rất là hoan hỷ. Thì đây là những cái tâm rất tốt để chúng ta phát tâm Bồ Đề, chúng ta duy trì những các việc thiện lành. Nó giúp chúng ta người tinh thần tinh tấn khoan khoái để vui vẻ làm những việc thiện, đúng không ạ? Giúp chúng ta rất nhiều. Thì tất cả những việc làm đó chắc chắn không phải là lỗi thời. Tóm lại, tất cả các việc làm của chư Phật đều đúng thời đúng lúc để mà trợ giúp chúng sanh. Mà một lần nữa lại nói về trung đạo, tức là không có thái quá mà cũng không có bất cập nhé. Rồi chúng ta tiếp tục với số 5. Thế nào là lực của chư Phật? Tất cả Bồ Tát và thế gian đều muốn biết lực của chư Phật như thế nào. Lực tức là cái nội lực, cái sự gia trì của Đức Phật nó như thế nào, đúng không? Thì trong đây nói rằng lực của chư Phật là vô lượng vô biên, có lực không thể nghĩ bàn, tức là mình không nói hết được, không thể nghĩ bàn có nghĩa là không nói hết được, không dùng lời ra để mà có thể mà diễn tả, hoặc là mình có thể làm cho người có thể hiểu được, tức là chỉ dùng cái chữ là vô lượng vô biên, tức là rất nhiều, rất là kỳ diệu, rất là nói chung là rất là lớn, rất là đặc biệt. Có tất cả ba thứ mà một lần nữa lại nói là thập lực, thập là 10 cái lực, thì có ba thứ, tức là 30 cái lực. Thì trong cái phần đầu tiên của phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm có nói đến 10 cái lực rồi, bây giờ trong cái bài này sẽ nói thêm 20 cái nữa, cái là nhị hai loại của thập lực. Cái loại thứ nhất của thập lực của chư Phật đó là, thứ nhất là lực lượng rộng lớn, thứ hai là lực lượng vô thượng, thứ ba là sức lực vô lượng. Đây những cái những con số, những cái danh từ nó đều là lớn hết. Rộng lớn là mình đã thấy là không có cái một cái ấy, chẳng hạn như mình nói một rộng lớn như là hội trường, hay là mình nói rộng lớn như là sân vận động, ví dụ vậy ha. Mình nói mà cái có một cái sự so sánh như vậy thì cái trong óc của mình suy nghĩ ra nó lớn như vậy đó. Nhưng mà đây hoàn toàn không có những cái đó để chúng ta có thể giới hạn được là cái sự rộng lớn nó lớn như thế nào. Chỉ nói đơn giản là lực lượng rộng lớn, tức là cái lực, mà cái lượng của cái lực này cũng rất là to tát, lớn lao. Lực lượng vô thượng, không có cái gì lớn hơn nữa, không có gì cao hơn nữa, không có cái gì mà tốt hơn nữa. Đó, chữ vô thượng có chúng ta có thể hiểu được như vậy. Và sức lực vô lượng. Nói đến cái câu thứ một, xin lỗi, câu thứ nhất và câu thứ ba đó có thể khác biệt là cái chữ sức và cái kia là lượng. Cái lượng và cái sức là hai cái nó khác nhau, phải không ạ? Thế là sức lực đại oai đức, thứ tư sức lực khó được, thứ năm là sức lực bất thoái, là không có bị thối lui, không có bị nản lòng thối chí, cái lực này cứ tiếp tục không có bị thui chột đi.
trong đây nói là không thối tâm bồ đề, nó là như vậy, là có sự thui chột, tức là nó từ từ giảm dần. Thứ bảy là sức lực kiên cố, tức là tiếp tục cứ là tiến lên với một cái sự gia trì không những là lớn hơn mà có thể ít nhất cũng phải bằng để tiếp tục một cái con đường. Thứ bảy là sức lực kiên cố, thứ tám là sức lực không thể loại, không thể hoại. À, không thể nào, giống như là cái bất thoái đó, nhưng mà bất thoái đó, tức là mình đi ngược trở lại, còn này là không thể hoại, không thể mà bị giết chết hoặc là không bị tiêu hủy, là không thể hoại. Thứ chín là sức lực tất cả thế gian không nghĩ bàn. Một lần nữa, tức là toàn thể mọi người rồi đó, có người thì nếu mình đưa ra có thể là có nhiều người có thể giúp mình có được cái suy nghĩ để mà có thể mà giải thích ra, con này là cả toàn thế gian cũng không có nào mà có cái câu nào, có một cách nào để mà giải thích hoặc là diễn tả cho nó mà có thể hiểu được. Tức là nó nhiều mà nó to lớn, rồi vô cùng, vô thượng. Thứ 10, sức lực tất cả chúng sanh không động được. Đây là cái 10 thứ sức lực của Kinh Hoa Nghiêm, không động được, tức là cái này đó, là mình đây là những cái sự mà khi mà chúng sanh mà động đến được thì chúng ta có thể là nó có thể thay đổi cái cường độ, thay đổi cái kết quả của nó, mà cái này là hoàn toàn đây là sức lực của chư Phật, lực của chư Phật. Thành ra chúng sanh không thể nào mà có một cái cách nào để mà thay đổi hoặc là làm cho nó biến sắc. Tiếp theo là 10 thứ lực ở trong Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao. Thứ nhất, lực thân mạng không thể hoại. Thứ hai, lực lỗ lông dung trì. Thứ ba, lực sợi lông giữ nuôi lớn. Thứ tư, lực định dụng tự tại. Thứ năm, lực thường diễn pháp khắp. Thứ sáu, lực đức tướng hàng ma. Thứ bảy, lực viên âm triệt khắp. Thứ tám, lực tâm không chướng ngại. Thứ chín, lực pháp thân vi mật. Thứ mười, lực đầy đủ hạnh trí. Đó. Thì trong Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao, Hoa Nghiêm Sớ Sao là kinh mà giảng nghĩa, cái ý nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm. Đó. Rồi khi cái kinh, những cái kinh mà khó hiểu đó, thì các chư vị hòa thượng, chư vị tổ đức, chúng ta cổ đức, chúng ta giúp viết những cái bài sớ sao để giúp chúng ta giải nghĩa cái ý nghĩa, cái thâm nghĩa ở trong cái bài để giúp chúng ta hiểu hơn. Đó. Thì trong kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao, không nói của vị nào, nhưng mà thì liệt kê ra 10 cái loại lực như thế này. Thì tất cả những cái này có cho ta nhìn thấy, có thể hiểu được rằng cái lực này là để cho giúp cho cái sự hành trì của Đức Phật, cái sự hoằng pháp của Đức Phật, cái sự trợ giúp của Đức Phật, nó nghĩa là nó không thể nào mà phá hoại, không thể nào mà giới hạn, nó đến khắp nơi mọi loài, làm cho các chúng ma không thể nào mà có cơ hội để vào phá hoại và không giúp cho phá tan tất cả những chướng ngại. Tất cả những cái phương pháp mà dùng trong đây đó là vi diệu và rất là bí mật, để mà những cái lực lượng mà có tính cách tiêu cực không thể nào đến đây để mà phá hoại ai đây ạ? Đây là các hành giả, đây là sự gia trì, đây là cái sự giúp đỡ của chư Phật đối với các hành giả. Trong cái trường hợp này chúng ta đang nói là các Bồ Tát, mà chúng ta có thể nói thế xa hơn, tức là các hàng chúng sanh chúng ta trên bước đường tu học. Ở trong mỗi lực có điều mỗi thứ lực nó có nhiều ý nghĩa. Trong kinh văn ở phía dưới sẽ nói rõ hơn. Khi chúng ta đi sâu vào trong cái phần sau thì là sẽ trở lại nói về những cái điều này. Lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội để mà có một cái nhìn sâu sắc hơn khi mà diễn tả về các lực của Đức Phật. Chúng ta đến cái mục thứ 6, thế nào là vô sở úy của chư Phật. Vô úy có nghĩa là không sợ hãi, sợ là chính mình, tức là những cái điều gì làm cho Phật, có thể làm cho Phật sợ hãi hay không? Đó là cái câu hỏi của chư Bồ Tát và các thế gian chủ hỏi Đức Phật.
Các vị hỏi là muốn biết sức vô úy, cái sự không sợ hãi của chư Phật như thế nào. Chư Phật thì chẳng sợ hãi gì cả, còn tất cả chúng sanh thì còn sự sợ hãi. Đúng như vậy, chúng ta còn sợ đủ thứ đúng không ạ? Sợ chết nè, sợ lụt nè, sợ tornado nè, sợ mất việc nè, sợ con cái xa lìa người thương để không còn ở bên cạnh mình nữa. Tất cả những cái này hay là những cái mà đơn giản, sợ nóng, sợ lạnh, sợ bị đói kém, rất nhiều lắm, nhiều thứ chúng sanh chúng ta là đủ thứ sợ cả. Nhưng mà chư Phật thì không có sợ hãi. Sự vô sở úy, tức là tự bản thân của Phật không có cái sự sợ hãi này, cũng vô lượng vô biên, tức là không có một cái gì mà có tính cách mà sợ đó, nó có thể mà phạm đến, có thể đưa đến, có thể ảnh hưởng đến chư Phật được. Có 10 thứ vô sở úy. Thứ nhất là văn chỉ vô sở úy, tức là cái ngài với cái trí tuệ vô lượng vô biên có thể nói diễn pháp, có thể giảng giải tất cả những kinh điển đều không có làm nao núng, không biết mình nói có đúng hay không. Tất cả chư Phật đều, những lời nó nói ra đều đúng, không có sự lo lắng về sở hãi về đó. Biện tài vô sở úy, biện tài tức là cái lời nói mà để mà giải thích, để mà tranh luận, mình không có sợ, Đức Phật không sợ là mình nói như vậy có đủ chứng cớ để mà giúp cho người này hiểu hay không, hay là giúp người kia hiểu được cái sự sai lầm của họ hay không, cái biện tài của chư Phật. Tất cả những cái này Đức Phật với một trí tuệ vô biên vô lượng thì ngài có thể hiểu hết được cái gì cần nói, cái gì cần sử dụng để mà đúng lúc đúng thời giúp cho chúng sanh hiểu được và phá cái sự mê lầm, xóa sự hiểu sai. Nhị không vô sở úy, nhân không mà pháp cũng không. Thì Đức Phật hiểu rõ, rất hiểu rõ cái lý và cái sự của nó như thế, thành ra là ngài giải thích ra không có một cái gì mà vấp váp, mà khó hiểu. Oai nghi chẳng thiếu vô sở úy. Đôi khi trong cái chúng ta nghe nói đó, Đức Phật sẽ thể hiện đủ thứ thân hết, mà nói trong trường hợp này mình hiện thân một vị tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, hay là đồng nam đồng nữ, cái này có những cái thân hiện ra này có đủ oai nghi không, để có giúp cho cái người này có lòng tin hay không. Tất cả cái đó đều không Đức Phật đều không sợ hết nhé. Thứ ba là ba nghiệp không lỗi. Ba nghiệp đó là thân khẩu ý, nói ra những cái lời đó, hoặc là những cái oai nghi của mình, hoặc là cái ý của mình, mình sắp đặt cái sự suy nghĩ của mình nó có sai hay không, không sợ, không bao giờ sai, thành ra không bao giờ sợ. Ngoại hộ vô sở úy, bên ngoài hộ trì hộ pháp, thiên ma ngoại đạo cũng chẳng làm gì được. Đúng thế, khi mà chư Phật làm việc thì ngay cả hàng Bồ Tát thì cũng có khi bị thiên ma đến để quấy nhiễu, nhưng mà khi đến quả Phật thì ma ba tuần, tất cả các ma vương đều không thể nào làm cái gì mà thay đổi, ảnh hưởng cái việc làm của chư Phật cả. Thành ra ngoại hộ vô sở úy, cái sự giúp đỡ bên ngoài cho các Phật tử, cho các cái chúng sanh, cho các Bồ Tát đều của chư Phật đều không có một cái sự sợ hãi nào cả. Chánh niệm vô sở úy, khi mà ngài đã làm với chánh niệm thì không có gì sợ hãi cả. Phương tiện vô sở úy, tất cả các phương tiện các ngài đều làm đúng thời đúng khắc và đúng cái phương pháp, đúng cái sự cần thiết thì chẳng sợ. Trong đây nói chẳng sợ sinh tử. Nhất thiết trí vô sở úy, nhất thiết là tất cả các trí, cái sự hiểu biết vô tận vô biên, nếu có được cái đó thì không có sợ hãi gì cả. Chẳng sợ nhị thừa, đủ hạnh vô sở úy, đầy đủ lục độ vạn hạnh, tu hành viên mãn. Khi mà đây là Đức Phật đã hành tất cả các cái hạnh nguyện, cái việc làm của các Bồ Tát và đã đầy đủ như thế thì quý ngài không sợ, chư Phật không sợ cái điều đó. Tất cả những cái sự mà lo lắng của
chư Bồ Tát cũng giống như là các vị thế gian chủ. Không biết ta đến đó thì ta hành đạo như thế, ta thị hiện như thế, ta giúp đỡ như thế có đủ chưa, có sai không, có quá đáng không, tất cả những cái đó là cái sự mà phân vân thì ở với đối chư Phật thì hoàn toàn không có. Thứ bảy, thế nào là tam muội chư Phật? Tam muội dịch là có nghĩa là định, là chánh định hay là chánh thọ, là không suy nghĩ tà vậy. Tam muội chư Phật cũng vô lượng vô biên vô cùng vô tận, nói sơ lược cũng có 10 thứ định. Thứ nhất, tất cả các chư Phật đều ở trong định, trong một niệm khắp đến mọi nơi, khắp vì chúng sanh diễn nói diệu pháp. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta chỉ có đủ thời giờ nói đến cái phần số 7 này. Tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục nói thêm. Những cái này sư nghĩ là cũng rất là ích lợi cho sự tu hành của mình. Để xin đại chúng hoàn hỷ nhớ lại để cho tuần tới chúng ta tiếp tục ở cái phần số 7, thế nào là tam muội của chư Phật nhé. Kính mời đại chúng chắp tay để chúng ta có thể niệm bài hồi hướng cho đến cả pháp giới chúng sanh. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Chúng con xin kính chúc chư tôn đức, chư vị Phật tử và các học viên một tuần nhiều sức, cùng với gia đình, cùng pháp giới chúng sanh một tuần thật nhiều sức khỏe, vạn sự kiết tường. Nam mô A Di Đà Phật.